cánh đồng hoa Nghĩa Hà đúng tìm du khách. Chiếc xích đu giữa cánh đồng hoa cải vàng là địa điểm được nhiều người chọn để lên hình. Khoảnh khắc ngồi trên xích đu với mênh mông màu vàng của hoa cải cộng hưởng với bầu trời xanh làm nên một bức ảnh rất đẹp và thơ mộng. Và hoa sao nhảy đủ màu sắc rực rỡ hay vườn hoa thạch thảo nở rộ một màu tiên phước cũng là điểm không thể thiếu trong các bức hình check-in cánh đồng hoa Nghĩa Hà. Con thích rồi đó. Hoa nào con thích, con thấy lên hình đây thì con ghiền lắm, bằng mọi giá rồi bữa nay con giao cô nó chở cô đi. Thời gian chụp hình đẹp nhất ở cánh đồng hoa Nghĩa Hà vẫn là sáng sớm, khi trên hoa vẫn còn đồng xương. Thế nhưng những ngày qua, ở cánh đồng hoa này giờ nào cũng có du khách. Trên con đường đến với cánh đồng hoa, người dân đi ngang qua những vùng trồng hoa lai ơn, cúc đất, vườn rau của thủ phủ hoa Nghĩa Hà. Đây cũng là một điều thu hút du khách khi đến với cánh đồng hoa. Lần đầu tiên mình đến cái vườn cánh đồng hoa của Nghĩa Hà thì điều thứ nhất là mình bước xuống thì cái cảnh thiên nhiên ở đây rất là gọi là thoáng mát và không khí rất là trong lành, cũng như là cái lần hoa rất là đẹp, đặc biệt là những hoa cánh bướm. Là mình sẽ đi vào những dịp sau nữa. Với diện tích hơn 4.000 m², cánh đồng hoa Nghĩa Hà được xây dựng với mục đích giới thiệu một cách đầy đủ toàn diện về tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp độc đáo của làng hoa Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. Qua một tuần thì cái lượng khách càng ngày càng tăng, thì đó là cũng cái niềm vui của hợp tác xã khi mà đầu tư cái dự án này. Coi như đó là cái niềm động viên để mà hợp tác xã tiếp tục cố gắng và kỳ vọng sắp tới là mình sẽ phát triển rộng hơn cái mô hình này để mà đem lại cái thu nhập cho hợp tác xã, cho bà con khu vực này. Còn riêng về phần hoa thì năm nay tình hình do thời tiết nắng ấm nên có một số hoa cũng đã nở sớm. Hợp tác xã cũng tranh thủ mà đưa vô khai thác sớm. Đồng thời thì nếu mà có cái loại hoa này nó tàn á, thì hợp tác xã sẽ có kế hoạch thay thế các loại hoa khác nó tương thích và nó trổ bông để mà phục vụ cho cái nhu cầu du lịch của bà con tỉnh này. Dân dã và mộc mạc, những loại hoa quen thuộc đã trở nên lung linh khi được quy tụ và khoe sắc. Người trồng hoa ở Nghĩa Hà đã làm nên một cánh đồng hoa đúng tìm du khách dịp Tết này.